Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật lúc 18 giờ ngày 10 tháng 2 liên quan đến các địa điểm phong tỏa bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm 5 điểm phong tỏa mới và gỡ bỏ phong tỏa cho 3 điểm công bố ngày 9 tháng 2 gồm: các địa điểm phong tỏa mới bổ sung: đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; quán cơm số 100 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình; khách sạn B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình; nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình. Các địa điểm đã gỡ bỏ phong tỏa gồm: hẻm số 2 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình; quán cà phê 11 Đặng Văn Sâm, phường 2, quận Tân Bình; quán phở A75 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Danh sách các điểm đang còn phong tỏa được công bố ngày 9 tháng 2 gồm: khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12; Thạnh Lộc 4, phường Thạnh Lộc, quận 12; khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12; hẻm 60, khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; hẻm 67, Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; hẻm 480 Bình Quế, phường 28, quận Bình Thạnh; hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 21, quận Bình Thạnh; chung cư Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp; hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp; đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình; lô F, chung cư Carillon số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình; 16 ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình; Mắc Bảo BBO 12 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình; công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Việt Trung Sơn 24 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình; bún chả Hoàng Kiếm Hà Nội số 1 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình; hẻm 29 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình; giấc mơ sữa Việt 114A Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình; đường Lê Duy Nhuận, phường 13, quận Tân Bình; Co-op Food 12A Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình; Viva Star Coffee 45 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình; quán nem Ninh Hòa 97-99 Bào Cát, phường 14, quận Tân Bình; hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1; Ủy ban Nhân dân quận 10 số 474 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10; làng nướng Nam Bộ số 302A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10; hẻm 441 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ; vườn nướng Mái Đỏ 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ; Viva Star Coffee 242C Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú; làng nướng Nam Bộ 14 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; hẻm 75-79 Trần Văn Đan, phường 9, quận 3. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa 35 địa điểm. Nếu bạn từng đến các địa điểm nêu trên, vui lòng khai báo với Trung tâm Y tế quận huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.